Đại Đức Xưa đã nói với chúng ta, những năng lực này của Phật Bồ Tát so với Nhị Thừa, thiên nhân có rất nhiều chỗ không giống nhau. Cái thứ nhất, rộng hẹp khác nhau. Ở trong Kinh Phật nói, La Hán Tiểu Thừa, năng lực của họ có thể đạt đến 2000 cõi nước. Thế giới của một vị Phật của chúng ta là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cũng chính là nói họ có năng lực. Năng lực của ngũ thông, họ không có lậu tận thông. Năng lực của ngũ thông, họ có thể biết được hai cái, chính là chúng ta gọi là trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Họ có năng lực lớn như vậy. Duyên giác cao hơn A-la-hán một bậc. Năng lực của họ có thể biết được tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng chúng ta đã xem thấy ở trong kinh này, phạm vi là ức na do tha 100.000 cõi Phật. Cái khoảng cách này thật là quá lớn. Quý vị thử nghĩ, muốn tu thành quả A-la-hán, muốn chứng được quả Bích Chi Phật là khó cỡ nào. Chúng ta dù cả đời này cũng chắc chắn làm không được. Không những quả vị cao cỡ này làm không được, thành thật mà nói, tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, công lực hết cả đời chúng ta cũng làm không được. Không tin bạn có thể thử mà xem. Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Tam giới tổng cộng có 88 phẩm. Chúng ta một phẩm cũng phá không nổi. Cho nên phàm phu chính hiệu như chúng ta, làm gì có được năng lực thoát khỏi tam giới. Không dựa vào quy lực bản nguyện Di Đà, thời kỳ mạt Pháp có thể nói không có một người nào được độ. Triệu triệu người tu hành không có một người được độ. Đây là nói lời chân thật. Trong tâm chúng ta phải luôn hiểu rõ, phải luôn sáng tỏ. Ngày nay chúng ta được độ chỉ có dựa vào A Di Đà Phật. Bạn không niệm A Di Đà Phật bằng niệm gì đây? Sanh về Tây Phương Tịnh Độ, được quy lực bản nguyện của A Di Đà Phật gia trì, cái năng lực này gần như không kém hơn so với Phật A Di Đà. Quyết không thể thanh văn duyên giác có thể sánh bằng. Pháp thân Bồ Tát cũng sánh không nổi. Đây là lời nói chân thật. Pháp thân Bồ Tát nếu có thể sánh bằng, thì văn thù phổ hiền tại sao phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Cái khác nhau thứ hai là nhiều ít khác nhau. Thanh văn duyên giác nhất tâm nhất tác, bất năng chúng đà, cũng chính là nói Nếu họ tác ý muốn biết một sự việc thì chỉ biết một việc này thôi, không thể đồng thời biết hết mọi việc. Họ làm không được. Chúng ta ngày nay gọi là chú ý. Chú ý bạn mới có thể hiểu rõ một sự việc. Không chú ý thì một việc cũng không hiểu rõ ràng. Ở trong Kinh Phật cũng thường hay nói tác ý chính là chúng ta gọi là chú ý. Nó có nghĩa như vậy. Chúng ta xem thấy trong Kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ, Quang Mục Nữ gặp được Phật Bồ Tát, gặp được A-la-hán. A-la-hán nhất định phải nhập định mới có thể nhìn thấy người thân của họ đang ở chỗ nào. Phật thì không cần phải tác ý. Chứng tỏ năng lực của Phật lớn hơn so với A-la-hán rất nhiều. Hơn nữa, Phật Bồ Tát có năng lực cùng lúc hiện vô lượng vô biên thân. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, đích thực là ngàn nơi cầu nguyện ứng ngàn nơi. Cùng lúc ở những vị trí khác nhau, chúng sanh có cảm, Bồ Tát thảy đều có thể ứng. Vô lượng vô biên hóa thân thì hiện đủ thứ thân khác nhau. Ở trong Phẩm Phổ Môn nói Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân. Xin nói với các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm ở mọi lúc, ở mọi nơi đều có 32 ứng thân. Làm sao biết vậy? Chỉ cần chúng ta chịu suy nghĩ một chút liền biết ngay. Cái thế gian này chúng sanh quá nhiều, quá phức tạp. Khi chúng sanh có khổ nạn, trong tâm có cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, Bồ Tát Quan Âm đều biết rồi. Chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát đã biết cả rồi. Cho nên chúng sanh có cảm thì Phật lập tức liền có ứng. Cảm ứng vô cùng nhanh chóng. Bồ Tát hiện thân tướng gì vậy? Không nhất định. Tùy theo cảm của chúng sanh mà hiện tướng. Không phải Phật Bồ Tát có ý hiện tướng. Phật Bồ Tát vô ý. Phật Bồ Tát không có tâm, không có ý niệm. Cho nên có thể hiện vô lượng vô biên thân. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tâm của Phật Bồ Tát là tùy theo ý niệm của chúng sanh mà hiện. Cho nên cùng lúc dùng vô lượng vô biên thân thì hiện khắp nơi, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cái năng lực này thật là quá lớn. Đây là nhiều ít khác nhau. Thứ ba là lớn nhỏ khác nhau. Người nhị thừa nếu như hiện thân lớn thì cái thân lớn của họ không thể thâu nhỏ. Nếu như họ hiện thân nhỏ thì thân nhỏ không thể biến lớn. Nhưng Phật Bồ Tát thì không như vậy. Họ có thể hiện thân lớn. Thân lớn có thể thâu nhỏ. Cái gọi là tu di. Ví dụ thân lớn có thể thâu nhỏ vào trong hạt cải. Họ có thể thâu nhỏ. Bồ Tát cũng có thể hiện thân nhỏ. Thân nhỏ lại có thể dung chứa tất cả. Nhỏ chứa được lớn. tự tại vô ngại. Đây là việc mà người nhị thừa làm không được. Tại sao lại có loại tình trạng này vậy? Chúng ta học Phật, học đến nay đã đọc nhiều kinh luận rồi, cũng có một chút nhận biết. Tất cả Pháp phàm là xứng tánh, liền tự tại vô ngại. Người nhị thừa chưa kiến tánh, cho nên mặc dù họ có thể hiện thân lớn, có thể hiện thân nhỏ, họ không được tự tại, không xứng tánh. Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát này chí ít cũng là Pháp Thân Đại Sĩ, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Đây là kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi thì không có một Pháp nào là không xứng tánh. Cho nên họ tự tại vô ngại, tức là Hoa Nghiêm gọi là cảnh giới tứ vô ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại. Như vậy mới biết được chỗ đáng quý của xứng tánh. Không xứng tánh không thể giải quyết vấn đề. Thiền tông tu học là lấy cái này làm mục tiêu, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tu học lấy cái này làm mục tiêu. Tông môn như vậy thì giáo hạ đâu có ngoại lệ được. Giáo hạ ở trên mặt danh tướng nói không khác nhau. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải, tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Ở trong Mật Tông gọi là tam mật tương ưng. Danh từ gọi không giống nhau, chỉ là một sự việc. Chúng ta muốn học Phật phải hiểu được học cái gì, mục tiêu của chúng ta ở chỗ nào, quyết định không được làm sai. Kiến tánh, viên giải, tương ưng. Thành thật mà nói, ngay cả lý nhất tâm chúng ta thấy đều làm chưa được. Nếu bạn có thể làm được, không chỉ thoát khỏi 6 cõi 10 pháp giới cùng siêu diệt luôn, bạn liền thành Phật. Bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong nhà Phật gọi bạn là Đại Thánh, không phải Tiểu Thánh. Tuy làm chưa được, nhưng không thể không biết, không thể không đi theo con đường này. Chỉ cần không đi ngược lại con đường này thì sự tu học của chúng ta là đúng đắn. Tư tưởng liền thuần chánh, chánh tri chánh kiến. Sự hành trì của chúng ta gọi là chánh hạnh. Vậy là đúng rồi. Cho nên chánh tri chánh kiến chánh hạnh, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta sẽ quyết định nắm chắc phần vãng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được A Di Đà Phật gia trì, năng lực của chúng ta lập tức sẽ hồi phục. Tình trạng hồi phục gần giống như quả vị của Như Lai. Cho nên đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, là Pháp khó tin. So với bất cứ pháp môn nào cũng đều mau lẹ và chắc chắn hơn. tu học lại thuận tiện. Đạo tràng chúng ta có một số đồng tu đến từ phương xa đến đây để tham học, tham gia pháp hội của chúng ta để cùng nhau tu học. Nhưng xã hội hiện đại, chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Cổ nhân nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Quý vị đồng tu, hãy quan sát tỉ mỉ, bạn cần nên hiểu rõ. Ngày nay Phật Pháp so với một số ngoại đạo khác, so với một số ma ngoại ma, kém xa so với người ta. Bất luận ở phương diện nào cũng không sánh bằng người ta. Chúng ta căn cứ kinh luận, học tập pháp môn niệm Phật. Người bên ngoài phá hoại rất nhiều, nói niệm Phật không thể thành tựu, nhất định cần phải tu pháp môn nào đó khác. Tại sao họ phải làm như vậy? Không mong cho bạn vãng sanh tịnh độ, không mong cho bạn thoát khỏi luân hồi. Tại sao họ phải làm như vậy? Ở trong kinh điển Phật nói rất rõ ràng. Thế Tôn lúc năm xưa, Ma Dương 3 tuần đã tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật rất từ bi, người nào cũng tiếp kiến. 3 tuần nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ông muốn phá hoại Phật Pháp. Phật bảo với ông ta, tất cả Pháp mà Phật đã nói là Pháp thuần chánh, không có người nào có thể phá hoại được. 3 tuần liền nói, đợi đến thời kỳ mạt Pháp của ông, tôi bảo ma tử ma tôn của tôi thảy đều xuất gia, khoác áo cà sa của ông để phá hoại Phật Pháp của ông. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong liền rơi lệ, không nói một lời nào nữa. Thời kỳ mạt Pháp, ma tử ma tôn sẽ rất nhiều, chuyên đi cản trở người tu hành, chuyên đi phá hoại tín tâm của người. Cho nên Thế Tôn, trước khi Thế Tôn nhập diệt, răng dạy với đệ tử đời sau 4 câu gọi là Tứ Y Pháp. Nếu như bạn có thể làm theo 4 câu nói này, sức của ma lớn cỡ nào cũng không thể phá bạn được. Câu thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Pháp là kinh điển. Chúng ta dựa theo những điều đã nói trong kinh điển và tu học. Người ta bất kể họ nói như thế nào, họ nói không giống như những gì kinh điển đã nói, thì chúng ta không tin theo họ. Chúng ta nghe theo họ, vậy là bạn học với họ rồi, chứ không phải học với Phật. Bạn đổi thầy giáo rồi, cũng đổi pháp môn rồi, bạn làm sao có thể thành tựu trong Phật Pháp được? Y pháp bất y nhân. Câu nói này Đại sư Thiền Đạo chú giải trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh đã nói, Ngài đã nêu ra ví dụ, nêu lên quá nhiều rồi. Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ chúng ta giảng rồi. Thượng Phẩm Thượng Sanh chương này cũng đặc biệt nói rồi. Đều có băng ghi âm lưu hành, quý vị có thể nghe thật nhiều lần thì tín tâm của bạn sẽ không dao động. Vẫn có rất nhiều người phản đối chúng ta. Hiện nay tụng bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, cực lực phản đối, nói cái bản này là do cư sĩ tại gia hội tập. Không thể tin được. Nhất định phải bảo mọi người đi tụng bổn nguyên bản dịch. Lời nói này dường như cũng có đầy đạo lý. Dụng ý cuối cùng của họ là gì vậy? Quý vị suy nghĩ liền hiểu ngay. Tôi không cần phải nói nữa. Hội tập không phải Hạ Liên Cư mở đầu, cư sĩ Dương Long Thư mở đầu. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm kế tục. Hạ Liên Cư là người thứ ba. Tại sao không phản đối hai người trước mà cứ phản đối người này vậy? Hơn nữa, bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư đã cho vào Đại Tạng. Đã đưa vào Long Tạng Triều Thanh rồi. Bạn nên kiện ra tòa với Hoàng đế Càn Long. Nói Hoàng đế Càn Long sai rồi. Những cao tăng đại đức mấy năm đầu Triều Thanh đó đều không có mắt. Bạn mới thật là thiện tri thức. Làm gì có kiểu đạo lý này. Bạn nói bộ kinh này không được. Bộ kinh này lưu thông mười mấy năm nay, người nương theo bản kinh này tu hành niệm Phật, giảng sanh tướng lành hy hữu. Tận mắt chúng ta đã thấy, chính tai đã nghe. Có đến mấy chục người rồi. Đây là chứng cứ. Bạn ngày nay phản đối, bạn biểu diễn giảng sanh cho tôi xem thử. Nếu như bạn bắn cho họ một trận, phê bình bài xích, bạn hãy đứng ở đó mà giảng sanh, thì tôi lập tức liền tin. Không có cái bản lĩnh này, chúng tôi xem bạn sau này ra đi như thế nào. Cho nên không thể làm việc theo tình cảm. Đại sư Ấn Quang, mọi người biết, đây là người gần như không có ai dám phản bác, là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương tái lai. Đại sư Ấn Quang đối với hai bản hội tập phía trước hoàn toàn không nói hội tập có sai lầm. Phê bình của Ngài là hội tập đã sửa đổi văn tự của nguyên bản dịch. Ngài chỉ trích điểm này, chứ không nói hội tập có sai lầm. Ngài phê bình đúng, điều này khỏi bàn cãi. Chính do một nguyên nhân như vậy nên lão cư sĩ Hạ làm hội tập lần thứ ba, tránh cái lỗi lầm của người trước. Bản hội tập này từng câu từng chữ đều là lấy trên nguyên bản dịch, không có sửa đổi. Quý vị có thể đem 5 loại nguyên bản dịch để đối chiếu và đọc. Hạ lão trước khi giảng sanh đã nói với học trò của ngài. Cuộc nói chuyện lúc đó, tức là chúng ta hiện nay gọi là lời tiên tri. Ông đã nói đúng. Ông nói ông hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, tương lai là từ nước ngoài truyền vào Trung Quốc. Lúc đó học trò nghe xong thì chẳng hiểu gì cả. Sao lại truyền từ hải ngoại vào Trung Quốc? Câu thứ hai ông nói, bản hội tập của ông sẽ truyền đi khắp thế giới. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này, lời ông nói đã thành hiện thực rồi. Quả nhiên không sai. Cho nên chúng ta phải y pháp bất y nhân. Những điều người ta nói tương ưng với nghĩa thú của kinh giáo, chúng ta có thể tin. Điều họ nói không tương ưng với những gì kinh điển đã nói, chúng ta không nghe là tốt hơn. Cũng không cần phải phê bình, không cần nói ra. Tại sao vậy? Hiện nay thời đại này tự do dân chủ mở rộng, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận. Họ không phạm pháp, chúng ta không cấm được. Họ nói chuyện của họ, mình làm chuyện của mình. Chúng ta không nghe là được rồi. Thế Tôn 3.000 năm trước đã biết rất rõ về tình trạng xã hội hiện nay. Cho nên 4 câu này là ngăn ngừa cái tệ nạn hiện nay. Chỉ sợ phá hoại đạo nghiệp của chúng ta, từ bi đến tột đỉnh. Câu thứ hai nói y nghĩa bất y ngữ. Câu nói này quan trọng. Câu nói này là có thể giải quyết được vấn đề của hội tập rồi. Bạn nói hội tập đúng hay sai? Có câu nói này của Thế Tôn là được rồi. Giảng giải kinh văn, phiên dịch kinh văn, ý nghĩa đúng là được rồi. Không cần phiên dịch theo ngôn ngữ. Y nghĩa bất y ngữ. Cùng một nguyên bản tiếng Phạn ở Trung Quốc, có rất nhiều người phiên dịch. Danh từ phiên dịch ra đương nhiên là không giống nhau. Những bản này đều là lưu hành như nhau, đều là những bản tốt, danh từ giống nhau, ý nghĩa tương đồng. Như quý vị thường hay niệm Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang thì có 6 bản dịch. Bản dịch tiếng Phạn nguyên gốc chỉ có 1. Ở Trung Quốc đã 6 lần phiên dịch. Phiên dịch đều khác nhau. Quý vị có thể nhìn thấy trong Đại Tạng Kinh. Ý nghĩa giống nhau, văn tự thì có khác biệt đôi chút. Ý nghĩa giống nhau, vậy là được rồi. Không nên nói quyển này phiên dịch đúng, quyển kia phiên dịch không đúng. Không nên như vậy. Đây là nói rõ phiên dịch không có vấn đề, có thể phiên dịch. Hội tập cũng không có vấn đề, có thể hội tập. Câu thứ ba, Phật dạy cho chúng ta y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Câu nói này rất vô cùng quan trọng. Sao gọi là liễu nghĩa? Sao gọi là bất liễu nghĩa? Liễu nghĩa, bất liễu nghĩa không phải từ trên kinh điển mà phân, mà phân từ trên căn tánh của chúng ta. Chúng ta học rồi, thật sự có được lợi ích thì gọi là liễu nghĩa. Học rồi không được lợi ích, đó là bất liễu nghĩa. Lợi ích gì vậy? Liễu sanh tử, xuất tam giới, thành Phật đạo. 8 dạng 4.000 pháp môn. Pháp môn nào thích hợp với ta? Pháp môn nào ta tu học ở ngay trong đời này có thể liễu sanh tử, có thể thành Phật đạo, có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể thoát khỏi 10 pháp giới, thì pháp môn này đối với ta mà nói là liễu nghĩa. Ta cần phải chọn pháp môn này. Thế Tôn thật là từ bi đến tột đỉnh. Chính bản thân Ngài trong 49 năm đã nói ra nhiều kinh như vậy. Chỉ sợ bản thân chúng ta không biết lựa chọn. Đã chỉ ra cho chúng ta một phương hướng để chúng ta nương theo phương hướng này mà lựa chọn. Chính bản thân Ngài nói, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Thế Tôn đã chỉ ra cho chúng ta phương hướng này. Chúng ta ngày nay sinh vào thời đại mạt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, tuân theo phương hướng chỉ thị của Phật Đà, chúng ta chọn tịnh độ, vậy là đúng rồi. Kinh luận của tịnh độ chỉ có 3 kinh 1 luận. 3 kinh là do Phật nói: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Đây là 3 kinh của tịnh độ. 1 luận là giảng sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân tạo. Về sau tổ sư Đại Đức lại thêm 2 loại nữa vào. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm lấy phẩm sau cùng của Phẩm Hạnh Nguyện để vào sau 3 kinh, gọi là tịnh độ 4 kinh. Năm đầu dân quốc, Đại Sư Ấn Quang lấy Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương của Kinh Lăng Nghiêm để vào phần sau tịnh độ 4 kinh, gọi là tịnh độ 5 kinh. Hiện nay chúng ta nhìn thấy 5 kinh 1 luận, tổng cộng 6 loại. Ở trong 6 loại này, loại nào thích hợp với căn tánh của chúng ta, chọn lấy 1 loại. Ở trong một đời chuyên tu chuyên hoằng, thâm nhập một môn, bền bỉ không ngừng, bạn chắc chắn có thành tựu. Chúng ta ngày nay ở chỗ này chọn Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay có tổng cộng 9 bản khác nhau. Chúng ta tuyển chọn bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tại sao phải tuyển chọn bản này vậy? Quý vị đem 9 bản này bày ra mà xem, bạn sẽ rõ ngay. Bản này rất hay. Văn tự ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu. Phân đoạn, thứ lớp rõ ràng. Đọc lên nghe trôi chảy. Hơn nữa, lấy lời chỉ dạy ở trong 5 loại nguyên bản dịch, có thể nói là đã trích lục ở trong đó quá viên mãn, không hề sơ suất, không hề thiếu sót. Bản này chính là tập đại thành của 5 loại nguyên bản dịch. Đọc một bản này cũng bằng đọc toàn bộ 5 loại nguyên bản dịch. Bạn thấy cái này tiện lợi biết bao. Cho nên chúng ta tuyển chọn cái bản này không phải không có đạo lý. Đây là pháp môn liễu nghĩa, để chúng ta ở ngay trong đời này quyết định giảng sanh bất thối thành Phật, không những thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi 10 pháp giới. Đây là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Y trí bất y thức. Câu này là nhằm vào xã hội hiện nay của chúng ta. Cũng chính là nói người phá hoại chúng ta tu học quá nhiều. Người lăng nhục chúng ta, chê bai chúng ta, chà đạp chúng ta đầy dẫy khắp nơi. Cho nên câu nói này của Phật dặn dò chúng ta phải có trí tuệ. Thức là gì vậy? Là làm việc theo tình cảm. Chúng ta phải làm theo lý trí, quyết không làm theo tình cảm. Cái gì gọi là ý trí vậy? Bạn có thể làm theo ba câu phía trước Phật đã nói, chính là trí. Đi ngược lại ba câu phía trước là bạn làm việc theo tình cảm. Càng nhiều người đến nói với chúng ta, Phật không có nói như vậy. Chúng ta nghe ai đây? Nghe Phật. Càng nhiều người nói pháp môn này không có thể thành tựu, thậm chí là còn chê bai. Kinh này là ngụy tạo, không phải thật. Chắc chắn không có thế giới Tây Phương Cực Lạc nói Phật A-di-đà là thần mặt trời, là người xuất gia pháp sư nói. Có một số đồng tu nghe xong đến nói với tôi. Họ hỏi tôi, nói A-di-đà Phật là thần mặt trời là ở trong kinh nào vậy? Đến hỏi tôi nói tôi không biết. Anh hãy đi thỉnh giáo vị pháp sư đó. Vị pháp sư nào nói họ chắc chắn biết. Mời ông ấy đem kinh đó ra cho chúng ta xem. Chứ còn cách nào khác đâu. Hiện nay tự do ngôn luận, nói năng sằng bậy cũng không phạm pháp. Cho nên cái y trí bất y thức này của Phật, chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý. 4 câu này của Ngài là nói nhằm vào đồng tu học Phật của chúng ta hiện nay. Chúng ta có thể lý giải, có thể ghi nhớ, y giáo phụng hành, không bị cảnh duyên bên ngoài làm dao động nữa, thì chúng ta mới có khả năng thành tựu. Chỉ có giảng sanh bất thối thành Phật, chúng ta mới có thể hồi phục tánh đức, mới có thể hồi phục cái mà trong kinh nói rất nhiều. Thần thông trí tuệ này, cái năng lực này chúng ta đều hồi phục rồi. Bồ Tát so sánh với Nhị Thừa, cái thứ tư là nhanh chậm khác nhau. Thí dụ bậc thánh Nhị Thừa, Bồ Tát Quyền Giáo muốn đi thăm hỏi chư Phật Như Lai, phải mất rất nhiều thời gian họ mới có thể đến được. Giả lại không thể đồng thời thăm hỏi rất nhiều chư Phật Như Lai. Nhưng Phật Bồ Tát một niệm liền có thể châu biến khắp pháp giới. Cái năng lực này không thể so sánh. Thứ năm là hư thực khác nhau. Người Nhị Thừa có thể biến hóa, biến hóa được tương tự mà thôi, không có tác dụng thực tế. Nhưng cái mà Phật Bồ Tát biến hóa ra đều có thực dụng. Thứ sáu là sở tác khác nhau. Chư Phật Bồ Tát có thể đồng thời hiện vô lượng vô biên hình sắc, chính là tùy loại hóa sanh, đồng thời tùy loại hóa sanh, không phải từng cái mà cùng lúc. Giả lại những thân đã hóa ra này, mỗi thân đều có chủ trương của chính Ngài, đều có một biện pháp giáo hóa chúng sanh của chính Ngài, đều có cách thuyết pháp của chính bản thân Ngài, mỗi cái đều khác nhau. Thí dụ nói, cùng ở khu vực này của chúng ta, cùng ở trong Phật giáo, Bồ Tát có thể hóa rất nhiều thân, biến hóa thành rất nhiều pháp sư, cư sĩ. Có người học tịnh độ, có người học thiền, có người học giáo. Họ có thể hóa rất nhiều thân, mỗi cái đều khác nhau. Không những là trong cửa Phật họ có thể thể hiện như vậy, họ còn thể hiện ngoại đạo, thể hiện những tôn giáo khác, thậm chí còn thể hiện vào các ngành các nghề trong xã hội, nam nữ già trẻ, mỗi người mỗi việc không giống nhau. Điều này Thanh văn Duyên giác làm không được. Chúng ta đã từng xem thấy ở trong Cao Tăng truyện, đại khái là thời đại Triều Đường, ở trong Thần Tăng truyện, Tây Dực có một vị Cao Tăng, tên gì tôi cũng không nhớ. Đây là chuyện lúc tôi còn rất trẻ mới học Phật, thích xem những sách này, có một ấn tượng thế này. Có một vị Cao Tăng người Tây Dực, ông sắp trở về nước. Thời đó người theo học Phật với ông rất nhiều. Nghe thấy lão pháp sư phải về nước, ai cũng muốn cúng dường lão pháp sư. Pháp sư lúc đó không cần tiền. Bạn cúng dường phong bì họ không nhận. Cúng dường thế nào vậy? Mời họ ăn cơm. Đến ngày thứ hai, tiễn pháp sư đến trạm 10 dặm. Mọi người đều vô cùng hoan hỷ. Hôm qua pháp sư rất tôn trọng tôi, đến nhà tôi để ứng cúng. Người khác nói không đúng, hôm qua rõ ràng là ứng cúng tại nhà tôi. Sau khi tin này truyền đi thì mới biết vị pháp sư này có khả năng phân thân. Cùng lúc nhận sự cúng dường của 500 nhà, ông có thể phân thân. Nhưng 500 thân đều là thân giống nhau, không phải mỗi thân mỗi khác. Bồ Tát có thể hiện các thân khác nhau, ông không làm được, ông chỉ có thể hiện một loại thân. Một loại thân có thể hiện rất nhiều thân, ông không thể biến hiện những thân khác nhau, không thể biến hiện những hình tướng khác nhau. Đây là sở hiện khác nhau, sở tác khác nhau, sở hiện khác nhau. Còn có một loại năng lực, trong Kinh Lăng Nghiêm nói lục căn hữu dụng, Phật Bồ Tát làm được. Mắt có thể thấy, tai cũng có thể nghe, toàn thân đều có thể thấy. Tai có thể nghe, mắt cũng có thể nghe, tai chân đều có thể nghe. Cái này Thanh văn Duyên giác làm không được. Cho nên Phật và Đại Bồ Tát lục căn hữu dụng. Loại thứ chính là tự tại khác nhau. Đây là có cảm liền ứng. Tuy là làm ra đủ loại ứng hiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh, chỉ dạy tất cả chúng sanh, nhưng bản thân Phật Bồ Tát hoàn toàn không có khởi tâm động niệm, hoàn toàn không có vọng tưởng chấp trước. Thật sự là ở mọi lúc, ở mọi nơi, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Phần sau Kinh Vô Lượng Thọ có nói, bất định ý. Đây cũng là điều mà Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát Quyền giáo làm không được. Cho nên tuy nói thần thông, từ các phương diện này mà quan sát giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực của 6 loại thần thông bạn có được đây không những hơn hẳn thiên nhân, hơn hẳn pháp giới tứ thánh, thậm chí là hơn hẳn Bồ Tát quả vị tam hiền ở trong Pháp Thân Đại Sĩ. Thật sự không thể nghĩ bàn, lợi ích công đức thù thắng như vậy tìm ở đâu ra?